Xin chào anh em nhé. Hôm nay là một buổi đi xem bẫy nhé. Không biết hôm nay như thế nào. Hôm qua mình có đánh thêm một chỗ mới nữa. Tí mình xem được khu này mình sẽ về đi xem tiếp khu mới kia. Không biết là khu mới có hàng không. Mỗi năm mình cũng bẫy nhưng mà chắc chỉ còn vạc má với là mèo rừng nữa. Còn giờ là đến cái bẫy đầu tiên nhé. Vẫn là cái hang đá. Bẫy đầu tiên nó bật anh em ạ. Đây này. Ui được con. Ui được con sóc. Tuyệt vời. Ôi giời, sóc bụng đỏ. Tuyệt vời quá anh em ơi. Mới vào. Đặt nó ra cho anh em xem. Không biết là gấy chưa. Nhưng mà chắc chưa gấy đấy anh em ạ. Ủa. Ai nuôi thì bảo mình nhá. Ok giờ mình sẽ xem nó có gấy không nhé. Không gấy thì mình bắt về nuôi. Đây này. Chắc là chưa gấy bởi vì nó kẹp cao. Ok nhé. Cái bẫy bên này đã bật anh em ạ. Chúng con chẳng ghê thôi. Chắc con này mới trúng anh em ạ. Bây giờ mình gỡ nhé. Tiếp tục đi nhé. Bẫy này lại trúng con chim. Ôi, nhiều kiến quá. Kiến thế sao dám lấy à? Mình gỡ nó nha anh em. Bẫy này bật chúng con chẳng ghê. Chết mất rồi anh em ạ. Con sóc hôi. Không biết là thối rồi đây. Ok nhá, mình gỡ nó. Tiếp tục bẫy này lại bật anh ạ. Vẫn là một con chẳng ghề nữa. Trời ơi. Đây này. Cũng chết luôn rồi anh em ạ. Hai con. Chán nhất cái loại này. Chuột còn đỡ, còn loại này đúng là mình không thích một đi nào. Ok nhé. Tiếp tục xem bẫy này nhé. Lại bật anh em ạ. Dính con chim. Đây. Có ong ở đây ăn. Chim xanh nhá. Đây này. Một em hách xanh. Mà không biết còn ăn được không. Ok. Mình đưa nó. Đây này, để con sóc nhá anh em nhá. Đây này. Mà
Nhiều ruồi bâu lắm. Không biết là thối chưa đây. Cái con muối này sóc đầu vàng nha mọi người. Chắc là chưa thối đâu. Máu còn đổ lắm. Tuyệt vời anh em ạ. Giờ mình đặt lại bẫy nhé. Cực mình xem bẫy này. Ôi dồi ôi lại bật anh em ạ. Ôi đứt đi rồi. Ôi chung con gì. Ôi biếc thế anh em ơi. Đứt mất rồi. Nhìn nó làm được cái gốc mây nát hết rồi. À con chuột thôi. Cái bàn chân này. Sợ rồi. Này cái bẫy nhá. Mình đặt lại nhá. Bẫy này tiếp một con. Ai chẳng ghê. Chưa chết anh em ạ. Chắc mới vào đây con này. Không có con trồn nào chịu. Khá lâu không có bằng má anh em ạ. Kiểu gì ấy nhỉ khu này. Mình rửa con này nhé. Tiếp bẫy này này. Ui bẫy này đã bật anh em ạ. Dính gà rồi. Này lông gà đây này. Mà không biết còn được ăn hay không. Sợ là nó đứt đi anh em ạ. Đây giấy khu này, này. Lông đầy đi. Không biết nó lôi đến đâu. Giờ mình sẽ kiếm nó xem nào. Kéo cái đôi nhỉ. Không biết trống hay là mái nhỉ. Nguy cơ là không được ăn rồi đấy anh em ạ. Sợ nó đứt đi rồi. Ôi, cái con lông. Lông thì ra đến đây rồi. Vậy. Rồi mình sẽ tạm dừng mình kiếm thấy mình sẽ quay nhé. Đấy anh em ạ. Vẫn còn được ăn. Ui nó kéo xa thế. Ui một con gà trống này. Ồ hồ. Chắc mới vào anh em ạ. Cái này. Nè. Gãy mất rồi. Kéo xa thế nhỉ. Đẹp chưa. Con này gãy mất. May mà cái kẹp mềm hay không là không được ăn. Quá đẹp. Cứ đường là đứt ở đâu ấy mình. Đi mãi không thấy. Ok nhá. Mình mà bắt nó đấy. Bẫy này lại bật nha anh em nhé. Để cái bàn đạp kia.
Mình sẽ đếm xem. Mình biết vào con gì. Con chẳng kể thôi nha. Chết mất. Sợ toàn vào chẳng kể. Kìa nhá. Đấy này đã bẩn anh em nhá. Ôi dồi ôi. Mình gấp đường vào bằng má anh em ạ. Hóa ra để con chuột. Không biết con này có gáy chân không. Mà không gáy mình lại mang về nuôi nhá. Kẹp cao vậy chắc không gáy đâu. Nó đào đất này. Con này là con đực. Chắc là gấy. Nhìn nó cứ ở kiểu này. Mình đang nuôi một con mẹ ở nhà đang có thai. Có con. Đồ con này to rồi. Bây giờ mình bắt nó xem có gáy chân. Mình tiếp bẫy này nha anh em. Không biết là bật hay không. Không bật anh em ạ. Tiếp tục có một cái ở trên cái hàng cục đá đồ này nhé. Trời mấy hôm nay khô quá, không có cái gì. Ui giời bấy này. Vật chúng một con. Chúng một em chuột anh em ạ. Chết mất rồi. Ừ. Ủa, con này. Tổ. Kìa nha anh em nha. Bấy cái hàng. Bấy đầu tiên nó bật anh em ạ. Đây này. Ui, được con. Ui, được con sóc. Tuyệt vời. Ôi giời, sóc bụng đỏ. Tuyệt vời quá anh em ơi. Mới vào. Đặt nó ra cho anh em xem. Không biết là gáy chưa. Nhưng mà chắc chưa gáy đấy anh em ạ. Ủa. Ai nuôi thì bảo mình nhá. Ok giờ mình sẽ xem nó có gáy không nhé. Không gáy thì mình bắt về nuôi. Đây này. Chắc là chưa gáy bởi vì nó kẹp cao. Ok nhé. Tiếp tục bẫy trên này nhé. Ui lại bật anh em ơi. À đây. Vẫn là một con sóc tiếp anh em ạ. Mà không biết con này hoàn thành không. Xít đứt đi anh em ạ. Sóc đầu vàng nhé. Con này có sóc đầu vàng. Bây giờ mình gỡ nhé. Bấy bên này anh em nhé. Ui dính bằng má anh em ơi. tuyệt vời. Lâu lắm mới có hàng. Đây này. Oh, chiến trường à. Con này chắc sắp nghèo anh em ạ.
Bấy khá lâu khu này mới được con bạc má này. Con này trúng khá là lâu anh em ạ. Chỗ này là mình bỏ 3 ngày nhé. Chắc là được cái hôm bỏ nó dính rồi đấy. Chắc nó khan nước đấy. Bây giờ mình sẽ bắt nó đi uống nước mới được. Vừa đói vừa khát nước chắc chắn. Không muốn khò người rồi anh em ạ. Bấy mình đặt trên này. Hôm nay mới thấy mặt một con bạc má. Khổ thân chứ. Giờ mình gỡ nó nhé. Tục xem bấy này. Thôi lại cũng sập nhé. Biết chúng con gì. Không thấy bấy đâu anh em ơi. Không thấy bấy đâu rồi. Bàn đạp không thấy luôn. Người ta lời nhặt của mình vứt đi này. Chán rồi cái này. Đây lá nguyên vẹn. Nếu mà kẹp nó bật thì chắc nó phải kẹp những cái lá này chứ. Những cái lá mình để phủ đất ấy. Điểm xem không thấy thì chắc cũng người ta đạp. Sợ có con nó kéo bàn đạp đi xa. Chỗ này thấy giấy giấy sao không biết có phải. Cho người ta lấy vứt đi rồi. Không thấy đâu. Mình sẽ đàn rừng nhé. Cái bẫy dưới thì không thấy, nhưng mà bẫy này người ta đạp vứt đây. Kiểu gì người ta nhặt vứt đi. Này, bẫy này may người ta không vứt. Người ta đã thấy người ta ném, lấy ném đi, cả bàn đạp các kiểu đi. Đi mới không thấy. Giờ mình đặt lại này. Cái bẫy này lại bật anh em ạ. Ôi dính con chẳng ghê. Đây. Cái đường này được hàng khủng rồi. Chưa thối vẫn ăn được. Ok nha.